mọi người đang theo dõi kênh Cuộc Sống Ohio. Hôm nay Mai sẽ chia sẻ cho các bạn về những sự khác nhau giữa ba loại nhà phổ biến nhất ở Mỹ để các bạn chọn lựa loại nào thích hợp nhất đối với nhu cầu của mình. Ba loại nhà hôm nay Mai muốn chia sẻ đó là condo, townhouse và single family. Mai sẽ nói về sự thuận lợi và bất lợi của từng loại nhà cho các bạn để các bạn chọn lựa. Đầu tiên mình muốn nói đến là condo. Ok, condos nó có 3 dạng. Nó có thể là giống như một apartment. Nó nằm ở trong một cái tòa nhà cao tầng và có nhiều cái căn khác nhau trong cái tòa nhà đó. Condo thứ hai, nó có thể giống như một townhouse là bạn có thể dùng chung một bức tường hoặc hai bức tường với những người hàng xóm của bạn. Và condo loại thứ ba, nó có thể giống như một single family home. Nó giống như một ngôi nhà biệt lập nhưng nó vẫn là condo. Ok, rồi, vậy những điều thuận lợi của condo là gì? Đó là giá rẻ hơn single family home bởi vì đất của condo là diện tích của nó nhỏ hơn các bạn. Diện tích của condo nhỏ hơn single family và townhouse cho nên giá của nó rẻ hơn. Điều thuận lợi tiếp theo nữa là khi bạn sở hữu một condo thì bạn không cần phải lo lắng về vấn đề an ninh. Khi mà bạn muốn đi du lịch xa, bạn muốn đi du lịch lâu ngày, bạn cứ khóa cửa và bạn đi và bạn không phải lo lắng trộm cướp gì hết. Ok, rồi, điều thuận lợi tiếp theo nữa là khi bạn sở hữu một condo, bạn không cần phải lo lắng về những vấn đề bảo trì nhà cửa, sửa sang nhà cửa hay là cắt cỏ này nọ bởi vì bạn đã đóng phí hàng tháng và có người take care những điều đó cho bạn. Ví dụ như máy hay nhà bạn nó hư, bạn cũng không cần lo lắng bởi vì có người đến sửa cho bạn và cái phí mà bạn đóng hàng tháng nó sẽ cover những cái việc sửa sang đó. Hay là tường nó bị hư thì người ta sẽ sửa cho các bạn ha. Cái điều thuận lợi tiếp theo nữa là condo thì nó nằm ở trong những khu vực thuận tiện cho các bạn đi tới đi lui. Ví dụ như là nó gần trường học, gần chợ, gần trung tâm mua sắm, gần những cái chỗ mà bạn có thể đi tới đi lui thường xuyên, thuận lợi và dễ dàng, bạn có thể chỉ cần đi bộ thôi cũng được nữa. Điều thuận lợi tiếp theo khi bạn sở hữu một condo là bạn có thể được sử dụng những tiện ích như là hồ bơi, phòng tập thể dục, sân chơi thể thao, sân tennis hoặc là công viên vui chơi này nọ ha. Rồi người ta cũng có một cái khu để cho bạn tiếp khách. Ví dụ như bạn có bạn bè, người thân này nọ tới chơi, bạn có thể hang out với họ ở cái khu đó suốt cả ngày cũng không sao. Ok, rồi, nhưng mà trong những thuận lợi thì nó cũng có rất nhiều bất lợi. Rồi, điều bất lợi thứ nhất đó là khi bạn sở hữu một condo, bạn có cái ownership, bạn có quyền sở hữu nó, bạn được sử dụng nó, nhưng mà bạn chỉ được sử dụng cái khoảng không thôi. Bạn không được sở hữu cái building và không được sở hữu cái đất mà cái building đó nó nằm trên cái đất đó. Cho dù cái condo đó giống như một townhouse hay là nó giống như một single family home thì bạn cũng không được sở hữu cái building và cái đất đó hả các bạn. Ok, đó là bất lợi thứ nhất và bất lợi lớn nhất mà rất nhiều người không thích. Ok, bất lợi thứ hai của việc sở hữu một condo đó là cái phí HOA rất là cao so với single family home HOA. Tại vì bạn phải đóng những cái phí như là tiền bảo trì này nọ, nhiều khi nó không có hư cái gì hết, bạn không cần phải bỏ tiền ra sửa sang nhưng bạn vẫn phải đóng hàng tháng. Ok, rồi, điều bất lợi tiếp theo đó là HOA của condo họ có những cái rules regulation, những quy định và quy luật rất là khắt khe. Nếu mà bạn có trẻ con thì có thể là con của bạn sẽ không có được chơi ở tự do ở phân sân phía trước bởi vì cái luật nó không cho như vậy. Điều bất lợi tiếp theo là bạn phải dùng chung lối đi với người ta, bạn phải dùng chung sân với người ta, cho nên mình không có cái sự tự do. Ok, nói tóm lại, khi bạn sở hữu một condo, bạn mua nó, bạn sở hữu nó, bạn được sử dụng nó, nhưng mà bạn bị hạn chế nhiều thứ do quy định của HOA và cái phí HOA khá là cao. Nhưng mà đối với những ai mà làm việc quá bận rộn, không có thời gian take care như là cắt cỏ hoặc là sửa sang nhà cửa này nọ, thì các bạn
có thể chọn condo vì bạn thấy là nó thuận tiện với mình. Và nếu mà bạn thích ở những cái khu rất là thuận tiện để đi tới đi lui thì bạn có thể thích chọn condo. Ok, còn những ai yêu thích tự do thì họ không thích chọn condo. Loại nhà thứ hai mày muốn nói đến hôm nay đó là một townhouse. Khi bạn sở hữu một townhouse có nghĩa là bạn được sở hữu cái building đó và bạn được sở hữu cái đất của nó luôn. Ok. Và một townhouse thì thường là nó lớn hơn condo, diện tích nó lớn hơn và nó có 2 tầng, cho nên là nó có thể chứa được nhiều người ở hơn và bạn có nhiều không gian hơn. Bạn có không gian riêng tư nhiều hơn là condo, ok? Bởi vì bạn chỉ dùng chung bức tường với người ta nhưng cái nhà là cái nhà của bạn ha. Ok. Rồi, điều thuận lợi nữa khi bạn sở hữu một townhouse đó là cái sân sau của bạn bạn có thể thay đổi chút đỉnh và bạn không có bị quy luật của HOA nó ép bạn không được làm. Ok. Rồi, townhouse thì nó cũng thường nằm ở trong những cái khu vực thuận lợi cho bạn đi tới đi lui, nhưng có thể nó sẽ không phải lúc nào nó cũng thuận lợi bằng condos. Ok, rồi, và townhouse thì có thể là nó cũng nằm ở trong một cái khu mà có những tiện ích rất là tốt, như là có hồ bơi, có phòng gym, có sân tập thể dục này nọ cho các bạn ha. Nhưng mà nó cũng có những điều bất lợi, đó là bất lợi thứ nhất là bạn phải dùng chung với bức tường với người ta. Cái thứ hai là nó cũng rất là sát hàng xóm, cho nên là đôi khi bạn cũng cảm thấy không có nhiều cái sự riêng tư lắm. Và bất lợi thứ ba đó là bạn cũng phải đóng cái phí HOA nhiều, bởi vì bạn phải đóng những phí bảo trì này nọ cho căn nhà. Những cái gì ở bên ngoài thì người ta sẽ take care cho bạn, người ta chỉ bảo trì những cái thứ ở bên ngoài thôi nha các bạn. Nhưng mà cái phí HOA của nó cũng khá là cao. Khi bạn sở hữu một townhouse, bạn cũng phải đóng thuế nhà giống như là bạn đóng thuế cho single family home. Rồi nói tóm lại là townhouse có thể nằm ở những khu rất thuận tiện cho các bạn. Và nếu mà bạn thích an ninh, bạn thích có nhiều cái riêng tư hơn là condo thì bạn sẽ chọn townhouse, ok? Và nó cũng cái quy định về Homeowner Association, cái HOA, nó cũng có thể là không bị quá khắt khe bằng cái condo. Loại nhà cuối cùng mày muốn nói đến hôm nay đó là single family home, đó là nhà biệt lập. Khi bạn mua một single family home là bạn toàn quyền sở hữu nó, bạn sở hữu cái building, bạn sở hữu cái đất của nó. Bạn không dùng chung với ai bất cứ một thứ gì hết, không dùng chung lối đi hay sân sướng hay là tường này nọ, cho nên là bạn có một cái sự riêng tư hoàn toàn, bạn có một cái không gian riêng tư hoàn toàn, bạn có thể thay đổi căn nhà của bạn theo bất cứ kiểu gì tùy ý của các bạn, trừ khi cái single family home của bạn nó nằm trong HOA thì có thể HOA đó người ta sẽ không cho phép bạn thay đổi màu sơn bên ngoài hoặc là không có thay đổi kiểu dáng của căn nhà để cho nó đồng loạt với các căn nhà khác ở trong khu phố. Ok, đối với single family home vì diện tích của nó là thường là lớn hơn condo và townhouse cho nên là giá của nó mắc hơn single, mà giá của nó mắc hơn townhouse và condo, nhưng mà nó sẽ rất là dễ bán và giá trị của nó tăng dần rất là tốt. Ok, rồi khi bạn sở hữu một single family home thì bạn phải take care hết tất cả mọi thứ, nếu cái gì có bị hư hỏng này nọ, đó là nhà của bạn. Bạn sửa hay không là tùy của bạn, không có ai sửa cho mình hết ha. Ok, rồi hy vọng là thông tin của video hôm nay giúp ích cho các bạn biết được rằng cái loại nhà nào các bạn thấy thích hợp nhất đối với nhu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Goodbye!